Bùi Ngọc Hải, 1985, trú tại xã Thanh Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bị cơ quan cảnh sát điều tra ca Thanh Liêm đưa ra quyết định truy nã ngày 9 tháng 9 năm 2019. Hải bị khởi tố với tội danh cố ý gây thương tích. Trước đó, khoảng vào cuối tháng 8 năm 2019, Hải được mời đi ăn sinh nhật một người bạn ở quanh vùng xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm. Tại đây, nhóm của Hải có xảy ra mâu thuẫn, xô xát đánh nhau với nhóm người của chủ quán ăn. Vụ việc tiếp nối đã được cơ quan cảnh sát điều tra ca Thanh Liêm thụ lý điều tra. Tuy nhiên, ngay sau thời điểm xảy ra vụ việc trên, Hải đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và lên thành phố Hà Nội, sống lang thang. Biết được tin bị cơ quan công an truy nã từ người thân, Hải đã đi đến Cao Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đầu thú. Ngay tiếp nối, Cao Quỳnh Lôi đã tương tác với ca Thanh Liêm, bàn giao đối tượng người tiêu dùng để xử lý theo thẩm quyền. Xem bài gốc tại đây.